Ngày đó, bầu trời sương mù mịt, bỗng có tuyết rơi. Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Tuyết rơi lặng lẽ, không một tiếng động, đúng vào buổi tối. Sáng sớm Lâm Thiển vừa tỉnh giấc, mở mắt đang mơ mơ màng màng. Sắc vàng óng ánh bên ngoài cửa sổ, đột nhiên không còn. Cô dụi mắt nhìn rõ. Ê, tuyết rơi rồi. Bầu trời trắng xóa, gần như không có ranh giới. Cố Thành Kiêu đang chuẩn bị ra ngoài, nghe thấy âm thanh thì quay lại hỏi. Sao hôm nay dậy sớm thế? Lâm Thiển xốc chăn ra, không thèm mang giày, đã chạy xuống giường, chân trần lạch bạch chạy chậm đến bên cửa sổ. Wow, tuyết rơi dày quá, nhưng sương mù lại càng nặng hơn. Có ngạc nhiên vui mừng, lại có chút nuối tiếc. Cô bám vào tấm kính, nhìn si mê cảnh vật ngoài cửa sổ. Cô nhớ ngày mẹ đi cũng là trận tuyết đầu tiên của năm. Năm đó mùa đông lạnh lẽo, tuyết trắng xóa, xuyên cả bầu trời. Sau này mỗi trận tuyết đầu mùa, cô đều nhớ đến hình ảnh đó. Nhưng cô đã không còn nhớ nổi gương mặt của mẹ. Năm đó cô 5 tuổi, mẹ rời khỏi cô suốt 15 năm rồi. Cố Thành Kiêu thấy vậy vội bước trở lại, chẳng nói chẳng rằng ôm cô về giường. Cẩn thận coi chừng cảm lạnh. Anh cầm chân cô, đau lòng mắng vài câu. Xem em kìa, chân lạnh cả rồi, sao lại đi chân trần thế hả? Em càn quấy quá. Sau khi quan hệ của hai người trở nên thân mật, Cố Thành Kiêu càng ngày càng quản cô chặt hơn. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, anh đều muốn quản hết. Lâm Thiển nhìn anh tuấn tú phi phàm trong bộ quân trang dày da, không nhịn được liền chọc anh. Chồng ơi, ngủ với em thêm lát nữa nha. Yêu tinh em, anh không trúng gian kế của em đâu. Câu này làm Lâm Thiển không vui, phản bác ngay. Hai chúng ta, ai mới gian trá hả? Tên cáo già gian manh xảo quyệt anh, còn mặt mũi ở đó nói em hả? Là ai suốt ngày la hét, đòi tìm tòi tư thế mới? Là ai mỗi tối không xỏ vào cơ thể người ta thì ầm ĩ, nói không ngủ được? Cái mồm lanh lợi, dẻo mỏ này, càng nói càng bậy. Cố Thành Kiêu nghẹn họng tức đến mức muốn cười, há miệng cắn vào mặt cô. Anh còn cắn em hả? Lâm Thiển hét to. Cắn người không cắn mặt, em dựa vào mặt kiếm cơm, anh không được đập vỡ bát cơm của em. Cố Thành Kiêu đầu hàng, vùi đầu vào cổ cô, thở dài. Em đó. Em thế nào? Em lanh lợi đáng yêu, thanh xuân vô đối, mời gọi em là Lâm Vô Địch. Mặc dù anh không tiếp nhận nổi mỗi câu của cô nói, nhưng anh chưa từng vui vẻ như bây giờ. Vui vẻ từ trong tim, vui đến mức muốn cười lớn mà không cần phải che giấu, vui đến mức muốn ôm cô mỗi ngày. Nhưng Cố Thành Kiêu là người lý trí. Anh thẳng người dậy, chỉnh lại quân trang, nghiêm túc nói. Anh phải đi rồi, em ngủ tiếp đi. Hôm nay tuyết rơi, chờ lát nữa bảo tài xế chờ em đi học. Hôm nay em muốn đi thăm Trương Yến. Đột nhiên Lâm Thiển lên tiếng. Cố Thành Kiêu im lặng một lúc mới nói. Tốt nhất, dù bạn học đi cùng em, anh lo lắng phụ huynh cô ta vẫn trách em. Được, em gọi Lâm Du đi cùng. Có việc gì thì báo cho anh biết ngay. Vâng. Trước cửa bệnh viện quân y, ngựa xe như nước kẻ đến người đi. Lâm Thiển chờ một hồi lâu mới thấy Lâm Du thong thả đi đến. Cùng đi với Lâm Du còn có cả lớp trưởng lớp bọn cô. Hôm nay tuyết rơi, hơi bị tắc đường, em chờ lâu rồi hả? Đồng một lúc rồi, đi thôi, em biết phòng Trương Yến nằm. Lâm Thiển, Trương Yến và Nam Âm là bạn cùng lớp, chung một nhóm trong WeChat. Lúc Trương Yến mất tích, Nam Âm là người xông xáo nhất, suốt ngày xúi giục mọi người lên tiếng phê phán Lâm Thiển. Giờ tìm được Trương Yến rồi, chân tướng được vạch trần, Nam Âm lại im lặng. Lúc trước, người nhà Trương Yến đến ký túc xá nữ, quậy om sòm đòi tìm em. Còn rơi biểu ngữ, kêu khẩu hiệu. Nam Âm chính là người thu lại toàn bộ quá trình. Chụp ảnh, quay clip đăng lên diễn đàn, còn nói mấy câu lừa tình. Làm như ba mẹ Trương Yến là ba mẹ cô ta vậy. Giờ thì ngược lại, lớp trưởng muốn tìm người đi thăm Trương Yến, Nam Âm chẳng thèm đánh giám cái nào.
Thẩm Giai Ni, lớp trưởng khoa phát thanh, là một cô gái mặt mũi dịu dàng nhưng tính cách như lửa. Vừa nhắc đến chuyện này là cô ấy liền mắng. Tớ chưa từng gặp người nào dối trá như Nam Âm. Nó luôn miệng nói mình là bạn thân của Trương Yến. Tớ rủ nó đi thăm Trương Yến. Mấy cậu đoán xem Nam Âm nói gì? Nó bảo nó bận ôn bài không đi được. Làm như chẳng ai cần ôn bài vậy. Nghe nói thế Lâm Thiển cũng ngạc nhiên. Nam Âm là kiểu người thế nào, cô rõ hơn ai hết. Thẩm Giai Ni lại nói. Phải rồi, hôm qua ở văn phòng trường, tớ gặp Sở Mặc Phong, nhưng lúc tớ tới thì cậu ta vừa mới bỏ đi. Nghe loáng thoáng từ xa, thì thầy bảo cậu ta đã làm xong thủ tục sinh viên trao đổi rồi. Lâm Du kéo tay Lâm Thiển. Cậu ta đi thật hả? Em thì sao? Lâm Thiển liếc chị một cái, hận chị ta nói không biết nghĩ. Em thề, nếu em với Sở Mặc Phong có bất kỳ quan hệ nào mờ ám, thì em là người bị lãnh cảm. Lâm Du cười hô hố. Được rồi, sau này không chọc mấy người nữa. Đừng có thề kiểu nguyền rủa mình thế, lỡ Linh thật thì sao? Nếu mà Linh thì để Cố Thành Kiêu chịu tội thôi, Lâm Thiển thầm nghĩ thế. Đây là lần đầu tiên Thẩm Giai Ni tiếp xúc với Lâm Thiển. Những ấn tượng trước đây đều là nghe nói, bây giờ thật sự đi cùng mới phát giác những lời đồn đó quả thật không đáng tin. Cô ấy nói, Lâm Thiển, những lời đồn vô lý về cậu đều là do Nam Âm nói hả? Lâm Du hiểu ra. Ồ, chả trách, khoa phát thanh bọn mình luôn biết trước. Tớ đang buồn bực đây. Lâm Thiển thuộc khoa tài chính. Khoa tài chính chẳng ai biết, mà người trong khoa phát thanh lại biết hết. Lâm Thiển lắc đầu thở dài. Đợi đi, cô ta sẽ gặp báo ứng. Ba người vừa trò chuyện, vừa đến phòng bệnh của Trương Yến. Vì Trương Yến là trường hợp đặc biệt nên bệnh viện xếp cho cô ấy phòng đơn. Trong phòng bệnh, ba mẹ Trương Yến đều ở đây. Vào lúc này, đương nhiên con gái là quan trọng nhất. Lâm Thiển ở đằng sau, nhưng ba Trương chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra cô. Từ lúc ba Trương biết con gái mất tích đến bây giờ, tâm tình lên xuống mấy lần, mặt mày hốc hác đi nhiều. Nhưng trạng thái tinh thần của ông vẫn ổn. Thấy bạn con gái đến vẫn cười hiền lành. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các cháu đến thăm Trương Yến. Ba Trương cố ý nhìn Lâm Thiển, trịnh trọng nói. Cháu Lâm, những hành động lỗ mãng của cô chú lúc trước đã gây phiền phức cho cháu. Cô chú rất xin lỗi cháu. Ba Trương và mẹ Trương đứng song song, đều cúi người với Lâm Thiển. Lâm Thiển sợ ngây người vì thái độ xoay chuyển quá nhanh. Cô chú không cần vậy đâu, đừng như thế. Ba Trương nói. Lúc đó cô chú tin nhầm bạn học đó, lại không rõ Trương Yến bị ai hãm hại, cho nên mới tức giận với cháu, mong cháu tha thứ cho cô chú. Lâm Thiển. Cô chú, nếu cháu để ý thì hôm nay cũng sẽ không đứng ở đây đâu. Thật sự không sao mà, hiểu lầm xóa bỏ là được rồi. Điều quan trọng là Trương Yến được bình an. Ba mẹ Trương rất cảm động. Mùa đông này là mùa đông băng giá nhất với họ. Nhưng những cô bé này, đặc biệt là Lâm Thiển, đã mang lại sự ấm áp cho họ. Tình trạng của Trương Yến tạm thời đã ổn định. Chẳng qua trên mặt cô ấy vẫn còn vết thương ghê người. Vết thương này kéo dài từ khóe môi đến tận thùy tai. Nửa thùy tai đã không còn. Chỗ bị thương thì sưng tấy, chỗ nhiễm trùng thì dỉ nước, chỗ thối giữa thì thấy được cả thịt non đỏ hồng. Các cô gái nhìn thấy cô bạn bị thương như thế thì rất đau lòng. E rằng vết thương này sẽ đi theo cô bạn ấy cả đời. Trương Yến không thể nói chuyện, chỉ có thể mấp máy môi. Cô ấy nhìn rồi gọi tên Lâm Thiển. Sau đó ra dấu cho ba lấy bảng trình ký tới. Cô ấy muốn nói chuyện với Lâm Thiển. Ba Trương đưa bảng trình ký cho con mình. Mọi người vây lại, thấy Trương Yến run run viết thành hàng chữ. Hôm đó mình cố ý tìm cậu gây chuyện, xin lỗi cậu. Nhưng việc đó không phải chủ ý của mình. Mình thiếu tiền Nam Âm, còn chưa trả. Nam Âm ép mình làm, mục đích chính là muốn bôi nhọ cậu, trả thù cậu. Bởi vì bị thương nên Trương Yến viết rất chậm,
chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Ba Trương lật giấy giúp con gái. Cô ấy lại viết tiếp. Cậu nói đúng, bạn bè chân chính sẽ không coi đối phương thành công cụ lợi dụng. Đáng tiếc, mình hiểu ra quá muộn. Thật sự xin lỗi cậu, thật xin lỗi. Mọi người đều đau lòng vì Trương Yến không chỉ bị thương trên mặt mà trên cổ tay cô ấy cũng có vết bầm tím. Chắc chắn ở những chỗ không nhìn thấy cũng có. Mẹ Trương lặng lẽ lau nước mắt. Ba Trương lại lật sang tờ giấy khác giúp con gái. Cô ấy cầm bút cố gắng viết xuống. Cậu phải đề phòng Nam Âm. Hình như trong tay cô ta có chứng cứ bôi nhọ cậu. Cô ta nói muốn tìm thời cơ hủy hoại cậu hoàn toàn. Đừng viết nữa Trương Yến. Lâm Thiển đè tay cô bạn. Mình hiểu ý cậu. Mình không trách cậu. Mình cũng không sợ Nam Âm. Mình làm việc ngay thẳng, không sợ cô ta giở trò. Trương Yến rút khỏi tay bạn, lại viết tiếp. Cô ta vô tình nhắc đến một lần. Mình hỏi, cô ta không nói cho mình biết. Đó chính là không có, cô ta là kẻ không đáng tin, chẳng có lời nào là thật cả. Lâm Thiển dứt khoát, lấy lại bảng trình ký nói. Cậu đừng lo lắng chuyện gì nữa, dưỡng thương cho khỏe đi. Thấy cậu viết chữ, bọn mình cũng mệt thay. Trương Yến mấp máy miệng, cười cười, mắt đỏ hồng, nước mắt liên tục đảo quanh mi. Cô đã trải qua nửa tháng đen tối nhất trong cuộc đời. Tưởng mạng mình sẽ vùi chôn tại đó. Bây giờ may mắn sống sót, cô hiểu ra rất nhiều thứ. Mấy ngày nay trò chuyện với ba mẹ toàn nhờ bảng trình ký. Ba mẹ giữ lại từng chữ của cô viết như bảo bối. Ba Trương vừa thu giấy trên bảng trình ký vừa nói. Yến có nói với bác, trước đây kết bạn sai, hy vọng bây giờ tỉnh ngộ vẫn còn kịp. Lâm Thiển. Kịp mà, Trương Yến, sau này làm bạn với bọn mình đi, coi như chúng mình không đánh không quen. Thẩm Giai Ni. Đúng đó Trương Yến, cậu dưỡng thương cho chóng khỏe, bọn mình chờ cậu trở về. Tình bạn giữa Lâm Du với Trương Yến cũng bình thường, nhưng lúc này Lâm Du cũng không quên cổ vũ cô bạn này. Đúng đó, thật ra tất cả mọi người đều ngóng trông cậu có thể bỏ lại tất cả. Chỉ cần còn sống thì chẳng có gì là ghê gớm. Trương Yến lướt mắt nhìn qua ba cô bạn, mỉm cười gật đầu, môi mấp máy phát ra âm thanh rất nhỏ. Được. Sau khi ra khỏi bệnh viện, ba người tạm biệt nhau. Thẩm Giai Ni về trường, Lâm Du về nhà, Lâm Thiển cũng muốn về nhà. Sau khi tuyết rơi, nhiệt độ càng thấp. Lâm Thiển đi trong gió lạnh, bọc mình trong áo lông màu gạo cũng run bần bật. Gió lạnh thấu xương như con dao nhỏ cắt nhẹ vào da, thổi đau mặt, rát mắt. Trước cửa bệnh viện đều có người già trẻ nhỏ đang đợi xe. Lâm Thiển nào dám không biết xấu hổ mà giành giật với người ta, luôn nhường xe cho họ lên xe trước. Thời tiết kiểu này càng không dễ bắt xe, thoáng chốc mà trời đã sầm tối. Lâm Thiển thật sự quá lạnh, không muốn đứng chờ xe nữa, vì vậy cô chạy đến trạm tàu điện. Sau khi gặp phải chuyện bắt cóc, cô đã đề cao cảnh giác hơn nhiều, đi trên đường luôn để ý xung quanh. Không biết phải do tác dụng tâm lý hay do hoa mắt, cô luôn cảm thấy hình như có người đi theo mình. Vào trạm điện ngầm, Lâm Thiển vô cùng cẩn thận. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hễ đi qua nơi nào có phản quang, cô luôn chú ý đến phía sau. Cô nơm nớp lo sợ, chen lên tàu điện, đặc biệt đứng ở cửa, quan sát từng hành khách lên tàu. Sau khi thu hoạch thất bại, cô lại nghĩ, hình như mình bị bệnh tâm thần với chứng vọng tưởng là người bị hại. Mấy hôm nay cô Thành Kiêu rất bận, mỗi ngày đều về nhà lúc nửa đêm. Để phối hợp với thời gian của anh nên cô thường ngủ trước, đợi anh về thì cùng anh tình trạng ý thiếp. Nghe Tiểu Linh nói, hồi đó lúc bận rộn, anh luôn ở lại quân đội. Ở đó có ký túc xá riêng cho anh, cho nên cô biết vì cô mà anh mới chạy đi chạy lại hai nơi như thế này. Nửa đêm có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, tiếng gõ gấp gáp liên tục làm Lâm Thiển mơ màng tỉnh giấc. Thiếu phu nhân, cô dậy đi, đã xảy ra chuyện rồi. Là Tiểu Linh gõ cửa ở bên ngoài. Lâm Thiển tiện tay khoác áo vào rồi đi mở cửa. Xảy ra việc gì thế? Phu nhân gọi điện tìm thiếu gia, nói tối nay lúc lão gia đi vệ sinh bị ngã,
gọi cũng không tỉnh. Hả? Lâm Thiển luống cuống. Thiếu gia đâu? Quản gia Niên gọi điện cho thiếu gia, thiếu gia tắt máy. Quản gia Niên bảo tôi nói với cô, thiếu phu nhân, cô muốn đi thăm không? Muốn chứ, đương nhiên muốn. Tim Lâm Thiển đập rất nhanh, cô ôm lấy ngực, cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch. Bà nội cô cũng bị ngã khi đi vệ sinh nửa đêm, sau đó không tỉnh lại được. Đêm khuya, nhiệt độ âm 10 độ, trời giá rét. Lâm Thiển vừa nghe nói liền chạy tới bệnh viện trước. Hành lang phòng cấp cứu vừa dài, lại lạnh lẽo yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Lâm Thiển mang dép lê, âm thanh bệt bệt vang vọng. Cô không biết ông ấy đang nằm ở đâu, chỉ đi đến phòng cấp cứu trong vô thức. Cảnh tượng và tâm trạng quen thuộc kéo cô về 3 năm trước, hình ảnh bà nội qua đời làm cô đau thấu xương. Cửa phòng cấp cứu đóng chặt, bên ngoài là 4 người lạ mặt đang chờ đợi. Người dựa tường, kẻ ngồi im, trên mặt bọn họ đều lo lắng, ánh mắt hiền lành. Nhớ đến thân phận đặc thù của Cố Nguyên, Lâm Thiển quyết định đến quầy trực phòng cấp cứu hỏi thử. Xin hỏi Cố Nguyên nằm ở đâu? Là ông lão bị ngã nên hôn mê mới được đưa vào đây. Y tá ngẩng đầu nhìn cô chăm chú. Chị là gì của ông Cố? Chỉ một câu hỏi đơn giản đã làm khó Lâm Thiển. Sức khỏe ông cụ gần như suy sụp vì Cố Thành Kiêu luôn làm theo ý mình. Giờ chưa được sự đồng ý của ông mà cô nói mình là con dâu thì có phải sẽ tức chết ông không? Đúng lúc này, đằng sau truyền đến giọng nói của Trịnh Tử Kỳ. Ba nuôi, sau này ba phải chú ý đó, loãng xương không phải chuyện nhỏ đâu. Lâm Thiển xoay người nhìn theo tiếng nói. Thấy Cố lão gia khỏe mạnh ngồi trên xe lăn, Trịnh Tử Kỳ đẩy xe, Diệp Thiến Như đi bên cạnh. Một bác sĩ mặc áo blue trắng đang nói chuyện với bà, đằng sau còn có vài bác sĩ khác. Ông cụ ăn mặc đủ ấm, chăn lông đặt trên đùi, đầu đội mũ len lưỡi chai dày, thoạt nhìn trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm, hơi cúi đầu nhắm mắt. Diệp Thiến Như nghiêm túc nghe bác sĩ nói, vẻ mặt lo lắng. Bọn họ chưa nhìn thấy Lâm Thiển, người đầu tiên nhìn thấy Lâm Thiển là Trịnh Tử Kỳ. Trịnh Tử Kỳ mặc quân trang, áo khoác quân đội rộng rãi làm cô ta thêm mạnh mẽ hiên ngang, đặc biệt nổi bật trong đám người. Cô ta dương mắt nhìn phía trước, thấy Lâm Thiển cô đơn trước bóng đứng đó. Ánh mắt cô ta đầy khinh thường, khóe miệng khẽ lộ ý cười, hít sâu đứng thẳng người. Là kiểu tự tin đến từ xương tủy, càng có cảm giác vượt trội hơn người rõ ràng. Trịnh Tử Kỳ dừng bước, xe lăn dừng lại. Đương nhiên, các bác sĩ và Diệp Thiến Như cũng dừng chân. Sao thế? Diệp Thiến Như tưởng ông nhà bị gì, vội vàng quay đầu quan sát. Vì đột ngột dừng lại, ông Cố cũng mở hai mắt mệt mỏi ra. Bọn họ đều thấy Lâm Thiển, cô ăn mặc rất ít, khoác một cái áo choàng bên ngoài áo ngủ, dưới chân là đôi dép bông rất bẩn, đều dính bùn. Ống quần vàng nhạt cũng có lốm đốm bùn đất. Mặt và tay đều lộ bên ngoài, đều bị lạnh đỏ bừng, rất giống tên ăn mày. Càng là người quyền cao chức trọng, càng để ý thể diện. Bối cảnh gia thế như nhà họ Cố, thân phận địa vị như Cố Nguyên lại càng trọng thể diện hơn cả trời. Bọn họ thấy Lâm Thiển như tên ăn xin, muốn tức giận cũng chẳng được. Mặc áo ngủ đi ra ngoài thật quá mất mặt. Cố Nguyên và Diệp Thiến Như không hẹn, đều lựa chọn trầm mặc, thậm chí còn sợ hãi người khác biết đây là vợ của Cố Thành Kiêu, đấy là con dâu của họ. Lâm Thiển cũng thức thời. Từ nhỏ đến lớn cô quá quen với sắc mặt của bác cả. Ánh mắt ba mẹ chồng rõ ràng như thế, đương nhiên cô nhìn là hiểu ngay. Đó là kiểu chán ghét khinh thường tự đáy lòng. Trái tim Lâm Thiển như bị siết chặt. So với sự nôn nóng và lạc lõng vừa rồi, thì bây giờ càng thêm tủi thân xót xa. Có vài chuyện có miễn cưỡng cũng chẳng được. Trong nhận thức của ba mẹ Cố, dù Lâm Thiển làm mọi cách lấy lòng cũng chẳng đạt được gì. Còn Trịnh Tử Kỳ lại không cần phí hơi sức cũng có được. Sự khác biệt rất rõ ràng. Lúc hai bên đang giằng co, Cố Thành Kiêu và bác sĩ vừa nói chuyện vừa bước ra. Anh cũng mặc quân trang như Trịnh Tử Kỳ, tuấn tú tiêu sái, phong độ người người. Nhìn đi, bọn họ xứng đôi cỡ nào. Biến quân trang thành đồ tình nhân, màu sắc giống nhau, kiểu mẫu giống nhau,
Một người mạnh mẽ hiên ngang, một người lão luyện quyền thế, giống như đôi vợ chồng quân doanh. Tiểu Thiển, sao em lại tới đây? Cố Thành Kiêu vừa thấy cô liền chạy qua, nhìn cô ăn mặc phong phanh và khuôn mặt đỏ bừng, anh kinh ngạc thì ít mà đau lòng thì nhiều. Sắc mặt cha mẹ Cố càng khó coi, các bác sĩ đều tò mò xem Cố thiếu phu nhân mới nhậm chức trong lời đồn rốt cuộc là người như thế nào. Lâm Thiển bị lạnh đến nỗi không nói được gì, miệng cứng ngắc, người run cầm cập. Cố Thành Kiêu đau lòng khôn xiết, vội vàng cởi áo khoác quân đội bao bọc lấy cô, còn ôm chặt cô vào lòng. Anh còn xoa xoa tay cho cô, giọng điệu hơi trách móc. Em có biết bên ngoài mấy độ không hả? Muốn bị đông lạnh hả? Áo khoác quân đội dày còn mang theo nhiệt độ cơ thể đàn ông làm cả người Lâm Thiển ấm áp lên. Trong lòng ấm áp nên những tủi thân xót xa vừa rồi cũng biến mất. Mọi người nhìn thấy đều trợn mắt há mồm. Không ngờ rằng nhà họ Cố tôn quý thế kia lại tiếp nhận đứa con dâu bình dân chân chất kiểu này. Nhận thấy ánh mắt quái dị của mọi người, Lâm Thiển khẽ đẩy Cố Thành Kiêu ra. Cô có thể cảm nhận được tâm trạng của ba mẹ chồng. Dưới hoàn cảnh này, cô không thể không để tâm đến mặt mũi Cố Thành Kiêu. Nhưng Cố Thành Kiêu lại thoải mái ôm lấy cô, che chở cô đến trước mặt mọi người. Vợ tôi, Lâm Thiển, để mọi người chê cười rồi. Không chờ mọi người đáp lời, Cố Nguyên phẫn nộ, vỗ tay cầm xe lăn, mắng một câu. Chỉ cần tôi còn sống, chuyện tôi không đồng ý thì không là gì cả. Ông đừng giận, sức khỏe quan trọng. Ba nuôi đừng nóng, huyết áp của ba vẫn còn cao đó, không được giận. Lão tư lệnh, tức giận hại thân, ngài phải điều chỉnh tốt tâm trạng mình. Cố Nguyên tức giận không nhẹ, mọi người bu quanh ông liên tục khuyên can. Dù không cam lòng, nhưng Cố Thành Kiêu cũng không thể đổ dầu vào lửa dưới tình cảnh này. Đó là ba anh luôn hy vọng ông có thể sống lâu trăm tuổi. Lâm Thiển biết anh khó xử, gỡ tay anh ra, khẽ lùi bước về sau lưng anh. Diệp Thiến Như căm tức, trừng mắt nhìn con trai, lại hỏi một câu. Ba con đã vào bệnh viện rồi, con còn muốn dùng thủ đoạn này ép ba con đồng ý hả? Con trai à, chẳng lẽ trong lòng con, cô ta quan trọng hơn cả ba mẹ sao? Cố Thành Kiêu nghẹn lời, Lâm Thiển đứng sau lưng càng á khẩu. Trong lòng Diệp Thiến Như rất căm giận, nhưng đây là bệnh viện, là nơi công cộng, trước mặt người ngoài. Bà phải giữ vững hình tượng cao quý, đoan trang của một phu nhân quan chức. Cố Nguyên cũng thế, sau khi thể hiện rõ thái độ phủ nhận của ông trước mặt mọi người, ông cũng không muốn mọi chuyện phát sinh theo hướng khó coi. Tiết trời lạnh lẽo, dưới bầu không khí lung túng này càng thêm lạnh căm. Trịnh Tử Kỳ xoa dịu. Ba mẹ nuôi, để con đưa hai người về trước. Bác sĩ Lục cũng đi cùng chúng tôi đi, có gì trên đường lại nói tiếp. Tất cả mọi người đều cảm tạ Trịnh Tử Kỳ, đã tạo bậc thang đi xuống. Lục Hữu Minh thở phào một hơi nói. Được, vậy thủ trưởng Cố, tôi về với ông bà Cố. Ngài yên tâm, ông cụ đã không còn gì đáng ngại. Tất cả mọi người đều vội vàng muốn tách cha con họ ra. Thấy bọn họ im lặng không nói, mọi người đều chia nhau. Nên làm gì thì làm đó, tản ra rất nhanh. Lâm Thiển được Cố Thành Kiêu bế lên, ôm ra ngoài. Điệu bộ khoa trương kiểu này không giống với hành vi thường ngày của Cố Thành Kiêu. Anh để em xuống đi, em tự đi được. Đôi tay cứng như sắt của Cố Thành Kiêu càng ôm siết cô hơn, chân bước không ngừng. Anh muốn cho cô biết, cho dù cô có bao nhiêu khó xử, anh cũng có thể sẽ bảo vệ cô bằng hành động thực tế của mình. Đừng ai nghĩ đến việc xem thường, khinh rẻ cô gái của Cố Thành Kiêu anh đây. Ai cũng đừng hòng. Ra khỏi sảnh cấp cứu, nhiệt độ không khí càng giảm mạnh, gió lạnh thấu xương. Cố Thành Kiêu càng ôm chặt cô hơn, khẽ cúi đầu, che chở mặt cô. Chịu một chút thôi, lên xe là ổn. Chiếc xe Việt dã, quân dụng hầm hố. Đậu trước cửa sảnh cấp cứu, anh nhanh chóng đưa cô lên xe. Máy sưởi trong xe vặn đến mức cao nhất, một tay Cố Thành Kiêu lái xe, một tay siết chặt tay cô. Lâm Thiển chợt nhớ ra. Quản gia Niên, dì Trần và Tiểu Linh cũng đến. Bọn em không biết ba anh nằm ở đâu nên chia nhau đi tìm.
Tài xế có đi không? Có, Trương Khai đưa bọn em tới mà. Vậy được rồi, Trương Khai sẽ đón bọn họ về, em đừng lo. Lâm Thiển giờ mới yên tâm. À, Cố Thành Kiêu liếc nhìn cô một cái rất đau lòng vì cô. Anh không nhịn nổi, bèn lên tiếng. Anh nên nói em khờ hay ngu đây? Nói tốt là được rồi. Cố Thành Kiêu khẽ cười, kéo cô vào lòng, bàn tay to dịu dàng vuốt đầu cô. Ôi, thật không biết nên làm thế nào với em nữa. Hết chương 68.